chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn pha nước chanh nè. Để pha được những ly nước chanh thơm ngon, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những quả chanh nè. Đường, nước lọc đun sôi để nguội, ly để pha nước chanh, muỗng để khuấy nước chanh. Bây giờ các bạn hãy làm theo mình nha. Trước tiên các bạn hãy lấy một cái ly, đổ nước lọc đun sôi để nguội vào ly. Sau đó các bạn hãy vắt chanh vào. Rồi các bạn vắt tiếp nửa quả chanh còn lại vào nha. Các bạn hãy dùng muỗng khuấy đều lên. Bây giờ mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ cho 2 muỗng đường nè. 1 muỗng đường. 2 muỗng đường. Mình cũng dùng muỗng để khuấy đều lên. Các bạn dùng muỗng khuấy đều để đường tan vào trong nước nè. Các bạn khuấy đều tay nha. Đường tan vào trong nước. Các bạn ơi, mình đã pha được một ly nước chanh thật là thơm ngon nè. Các bạn hãy ở nhà và pha những ly nước chanh thơm ngon giống như mình nha, để tăng cường sức đề kháng, có nhiều vitamin C trong mùa dịch khi ở nhà nha các bạn. Xin chào và tạm